Tôi thấy chất lượng show càng ngày được nâng cao. Show Hiệp hội VNA thì lúc nào cũng có sự cạnh tranh, bởi vì những con chó được nhập trực tiếp từ Mỹ, từ châu Âu về đây, chất lượng đòi hỏi rất là cao, cho nên cạnh tranh rất là gay gắt. Lộ trình 10 năm phát triển của giống chó bản địa của chúng ta càng ngày càng vững mạnh và phát triển rất là tốt về phong trào. Rất là nhiều show diễn ra và rất là nhiều chó đẹp tham gia ở các show được chọn. Năm nay là một dịp thật sự là đối với mình, với lại đặc biệt là với VKA và riêng bản thân mình, nó là một cái thời kỳ kỷ niệm mà 10 năm xuyên suốt, một cái quá trình chứng kiến sự phát triển lớn mạnh của VKA. Đây là một sân chơi rất là tuyệt vời và được rất là nhiều người đam mê trông chờ, là một trong những show mà lớn nhất trong năm của Việt Nam. Tôi mong muốn rằng trong thời gian tới đây, các cơ quan chức năng có những cái hỗ trợ đối với Hiệp hội cho giống Việt Nam sớm đưa những cái giống chó của Việt Nam để được FCI công nhận. Dog Show 2019 do Hiệp hội chó giống Việt Nam VKA tổ chức rất là tuyệt vời và rất là chuyên nghiệp, và đã có rất là nhiều những chú cún đến tham gia. Dog Show năm nay thì về chất lượng con giống, em thấy là chất giống chó nó đẹp hơn. Càng ngày VKA tổ chức các show ngày càng chuyên nghiệp hóa hơn. VKA năm nay của mình là lần đầu tiên tổ chức show Rumin. Thì cũng như các bạn thấy, đây là cuộc thi làm đẹp cho các chú cún của mình. Cuộc thi này rất là bổ ích dành cho mấy bạn trẻ nào mà có tiềm năng mà chưa có cơ hội để được tỏa sáng. Cũng tình cờ, tại vì em cũng rất là thích những bụng về nuôi chó, cho nên là hôm nay có bạn giới thiệu thì em đến để tham gia một lần cho biết. Và tôi cảm thấy rằng là chúng ta nên tổ chức những show như thế này để cho các bạn nuôi chó trên Việt Nam có cơ hội giao lưu với nhau. Người Việt Nam mình cũng bắt đầu đi về cái hướng chuyên nghiệp, ra dắt con chó phải chỉnh chu con chó, sửa chân rồi dán đứng để mà phô diễn được vẻ đẹp của con chó ra. Handler là một người phụ trách huấn luyện và trình diễn chú chó trên ring show để các giám khảo nước ngoài họ nhìn vào, họ đánh giá làm sao để cho chú chó của mình được thể hiện tốt nhất, đẹp nhất, lấy được cảm tình của giám khảo. Ở Việt Nam đã có nuôi được khoảng gần 50 giống chó thuần chủng được thế giới công nhận. Chú chó này là của mình, tên là Chapi. Hiện tại đã đạt được 8 CAC là chứng chỉ chó đẹp của quốc gia. Hôm qua đến bây giờ là mình thi tổng cộng là 5 cuộc thi. Thì mình được là hai lần hạng nhất, hai lần hạng nhì và một lần hạng ba. Em là Thanh Xuân, đến từ những hàng Avocate của công ty Bayer. Bên em mang đến những cái sản phẩm mà chuyên là phòng ngừa và điều trị ký sinh trùng cho chó mèo. Đặc biệt sản phẩm chủ chốt của bên em là có dòng Avocate, là thuốc nhỏ gáy chuyên trị nội ngoại ký sinh trùng cho chó mèo, rất là hiệu quả nha mọi người. Một tháng một tuyết thôi là mình sẽ phòng ngừa được tất cả các loại ký sinh trùng ở chó mèo. Hiện nay thì công ty đang phân phối cái dòng sản phẩm là thức ăn cho chó và mèo, thức ăn cao cấp đến từ Cộng hòa Séc, Fitmin. Thức ăn này thì đặc biệt ở chỗ là làm bằng thịt tươi và không có ngũ cốc, không gây cái đứng da. Đó, sẽ giúp cho con hú cưng của mình, con chó con mèo á, sẽ tuổi thọ sẽ kéo dài hơn và sức khỏe sẽ tốt hơn. Chào mọi người, mình xin tự giới thiệu, mình là Tính. Mình đến từ thương hiệu Boost và Ostec. Thức ăn khô của mình á, thì đặc điểm là sẽ không có bị phân không có hôi. Phân không hôi và cái da và lông con chó nó sẽ mượt. Và nó sẽ tiêu hóa, giúp cho chó tiêu hóa tốt hơn. Và một con chó mà muốn có một bộ da và lông mà đẹp á, thì nó phải khỏe mạnh. Dạ, năm nay thì quy mô của cái dog show của mình nó hoành tráng hơn và nó náo nhiệt hơn mọi năm. Em tên là Thái, đến từ nhãn hàng thức ăn Garador. Là thức ăn cho chó và thức ăn cho mèo thì là thương hiệu là Mino. Hiện tại thì bên thức ăn bên mình á, là thuộc công ty bên Pháp. Thức ăn là một cái nhập nguyên liệu từ ở châu Âu, châu Mỹ. Và đặc biệt cái thức ăn bên mình là sử dụng nguyên liệu thật. Đó. Và ngoài ra thì nó có thêm một cái ISP giúp cho tăng cường hệ thống miễn dịch cho thức ăn để cho chó mèo. Tôi là Nam, tôi đến từ công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển thương mại Kỳ Nam, đến từ ở Hà Nội. Công ty Kỳ Nam thì phân phối cát cho mèo cộng với dòng sữa tắm SOS cộng Oliver. Cái cát cho mèo này của bên mình thì là sau khi quãng thời gian nghiên cứu và tìm hiểu thì mình đã chọn cái dòng cát có cái mức độ hút nước rất là tốt, cộng với vón cục rất là ok. Rồi bao bì mình đóng theo dạng là bao bì chuyên đóng cho thức ăn,
nên nó khá là tốt. Dạ, em là Nam bên chỗ công ty Morando của Ý, bán thức ăn hạt pate dành cho chó mèo. Và nó là có cái tinh chất của nho, bưởi, đinh hương, hương thảo, nó giúp cho cái sức đề kháng cao và nó tốt hơn vitamin E. Dạ, em tên Nguyễn Thị Thu Hà, tên công ty em là Vison, còn dòng sản phẩm là của Sava, nhập khẩu 100% từ Ấn Độ ạ. Mình tên là Tốn, mình đến từ Osborne Holistic Việt Nam. Bên công ty mình là công ty cổ phần nhập khẩu thức ăn Việt Mỹ, thì bên mình là nhập khẩu trực tiếp độc quyền phân phối thức ăn của Osborne Holistic. Ưu điểm của Osborne Robot Box Mix là dòng thức ăn thiên về Grain Free. Thì nếu mà các bạn có thể tham khảo những cái trang đánh giá về thức ăn thì dòng Grain Free là dòng rất tốt hiện nay dành cho các thú cưng. Trong hơi không khí Noel như thế này, mình mong tất cả mọi người đều có một một kỳ Noel vui vẻ, Giáng sinh thật đầm ấm bên gia đình. Xin chúc mọi người một mùa Giáng sinh thật an lành và vui vẻ. Chúc mừng Giáng sinh vui vẻ.